Không, đón nhận em đi. Xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta chơi game The Last Bus Home, là chuyến xe buýt cuối cùng. Các bạn từng là một gọi là một người đợi xe buýt về đêm. Bạn nào? Bạn 4 phút nữa. Ok. Mình có cái đường gì hôm nay vậy? Ok, mình đi rồi. Thì con game này chắc dài tầm khoảng 5 đến 10 phút, một con game ngắn. Nếu các bạn từng trải nghiệm gọi là đi xe buýt về trễ thì đây là con game gợi nhớ cho bạn những cái cảm giác kinh dị nhất. Mình bản thân mình sống trong thành phố cho nên là mình chưa bao giờ mình đi cái xe buýt. Nói chung là rất là ít đi, mình chỉ có đi từ hồi nhỏ là ba mẹ chở mình, dẫn mình đi xe buýt vài lần thôi. Khá là hay, khá là vui khi đứng trên xe buýt. Bây giờ đâu mấy ai đi xe buýt nữa đâu, giờ ai cũng xe ô tô, xe máy các kiểu đi tùm rồi, nên là các bạn không biết được cảm giác này đâu. Tức là ở cái đồng quê đó, các bạn phải ngồi đợi xe buýt qua chuyến là thôi, mất xe buýt nha. Như vừa có cái gì bị hai ông từ đâu ra vậy? Chỉ là một người nào đó đợi xe buýt thôi. Mình đâm hắn được không nhỉ? Đúng không? Nhìn theo mình à? Đâu? Ông nhìn theo mình. Ok. Khá là lịch lãm, đeo cà vạt, áo. Mình nghĩ mình sẽ đứng ở bên này. Này nhóc. Mình là nhóc à? Sao mà về trễ thế cưng? Không muốn nói chuyện hả? Cậu nhóc là người không thích nói chuyện hả? Chú có kẹo không? Vấn đề là chú có kẹo không? Có kẹo là con nói chuyện liền với chú ấy. Hay là thế này đi. Có một chai bia. Tôi có một chai bia nè. Bia. Có vẻ điều này sẽ muốn cậu, làm cho cậu muốn nói chuyện. Ok, bia thì đưa bia đây. Đưa bia cho con đi không ơi. Được rồi, uống phép đi. 1.3, bạn đã mất tích và cái xác của bạn chưa bao giờ được tìm thấy. Ok, có vẻ như đó chỉ là một giấc mơ. Đó chỉ là một giấc mơ, cảm ơn chú trời đã mang về cho con. Quay lại chỗ này, quay lại cái ác mộng này. Cái đó là điều sẽ xảy ra nếu mình chấp nhận uống một ly bia của người lạ. Nó cũng logic. Con game này khá logic một điểm là các bạn ra ngoài đường á, đừng bao giờ ăn đồ ăn của người lạ, đừng bao giờ uống đồ uống của người lạ. Nhất là các bạn ở độ tuổi từ 10 tuổi cho đến 18 tuổi á, nhất quyết đừng có mà bị lừa bởi những cái chiêu trò này nhá. Mình nên uống bia, uống đồ ở những nơi đông người thôi. Nhất là phải có bạn bè đi theo, chứ đừng có đi một mình. Đấy, dễ bị dụ đấy. Game này thực tế đấy. Được. Bây giờ ông đứng đó luôn à. Chặn đường ông này, không cho ông đi. Ông cút ra. Đừng, không được đi. Chỗ này chỗ của tôi. Xếp hàng đi ông tướng. Xếp hàng, tôi nói xếp hàng nha. Không phải tôi đấm đó nha. Xếp. Ok, ông nó được. Ok, sure. Rồi bây giờ mình thử một ending này là mình sẽ đợi xe buýt đến và mình sẽ đứng xa ông này một tí, bởi vì mình không muốn đứng gần ông tí nào cả. Xe đi từ này xuống lên thôi, mình phải đứng bên này. Yeah, mình đứng ở đây đi. Ok. Rồi ông tự xử với một mình đi ha. Ông nói là ông nói thêm là bia là cái thứ mà mình thích ngày nay đấy. Ok, mình không thích uống. Giờ làm gì mày? Mày không thích uống đấy, làm gì mày nào? Mình chỉ sợ ông bây giờ ông đưa cái bàn tay này ra, ông đưa này, ông để tay này, ông lao đến chỗ mình như một vị thần thôi luôn. Chú mày sẽ hối hận về điều này. Xe biết đến, xe biết đến, xe biết đến, cứu bố lên, cho bố lên xe. Yeah, bạn đã về nhà an toàn. Yeah. Mình nghĩ đến 2 nữa là 1 á. Là
bị xe tông, xe bít tông. Hai á, là mình không lên chuyến xe buýt đó và mình đứng im ở đây. Mình thử xe buýt tông trước ha, các bạn đợi mình tí ha. Ủa, mình đi được xa vậy hả? Xe buýt đi ngoài lên đó, rồi mình sẽ đợi xe buýt từ đây. Vô, ông già, tôi đứng tít ở bên này mà sao ông nói chuyện được với tôi hay vậy? Hey. No, tôi không thích nói chuyện với ông. Good. Rồi, mình đoán là xe buýt sắp đến rồi nè. Ông em đi anh. Không, đón nhận em đi. Secret ending, bạn nên bạn bị xe buýt cản qua thật là một điều tệ hại. Ok, gọi là kết thúc ẩn. Ok, đó là một kết thúc ẩn khá là hay. Ok, tiếp theo là mình sẽ để cho xe buýt đi ngang, đi qua luôn, đi luôn, không đón ai hết là xong. Ok, giờ mình đợi xe buýt đi luôn là xong. Mình nghĩ là nó sẽ đi sớm thôi. Đây là chuyến tàu cuối cùng rồi. Mình sẽ đứng ở đây. Mình ok, nó đi rồi, rồi xe buýt đi rồi. Giờ sao? Ta sẽ đứng đây. Ông sao không lên xe buýt nhỉ? Bây giờ mà ông đưa tay ra, ông lao đến thịnh như mình, như một vị thần, chắc mình sợ điếng người luôn. Làm gì chứ? Hai, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn mặt nhau thế này tới sáng hả? Được. Hello. Rồi giờ sao? Đứng nhìn mặt nhau vậy thì mình phải đến gần ông. À, ông cứ nhìn mình kìa, ghê vậy. Oh my God. Ending thứ ba. Xác của bạn này tìm ngay làm sao? Ok, đó là cái ending thứ ba. Cái ending đó là bạn phải quay mặt đi, là nó tóm được bạn từ sau lưng, nó bóp cổ bạn, nó giết bạn tại chỗ luôn. Ok, đó là chuyến tàu cuối cùng, chuyến xe cuối cùng, xin lỗi, chuyến xe cuối cùng. Rồi, nếu các bạn thấy game này hay thì like, share cho nó. Còn nếu các bạn muốn chơi game này từ trải nghiệm chính mình sẽ để đường link ở bên dưới và các bạn ra rồi. Cảm ơn các bạn xin chút xíu, like, đăng ký, chia sẻ nha. Rồi mình sẽ gặp các bạn ở video lần sau sớm thôi. Được béo out, các bạn gặp lại các bạn video sau. Bye bye, chào chào.